Học kém qua có nên đi lấy chồng không? Học kém quá có nên đi lấy chồng không Nắng á? Lấy thì lấy được đấy, nhưng mà hạnh phúc hay không thì không biết. Tại vì như thế này này, bạn ví dụ như là bạn học kém quá, bạn không học cao, bạn không phải là một người quá tri thức, quá giỏi, quá là biết kiếm tiền, quá là trên thông thiên văn dưới tường đạo lý đi, thì bạn gì nhỉ, bạn đi cưới bạn cũng chỉ cưới được một người ngang mức bạn thôi. Ví dụ bạn khoảng tầm 4-5 điểm thì bạn cũng chỉ cưới được những người khoảng tầm 4-5 điểm thôi. Và hai người mà đều không có giỏi, không có trí thức đi thì có nhiều vấn đề xảy ra lắm. Ít đầu tiên là vấn đề tiền bạc, ai cũng biết rồi này. Bởi vì không có giỏi, không giỏi đi kiếm tiền thì kiểu gì, ví dụ như bạn không có đi kiếm tiền, bởi vì là nếu mà bạn kiếm được tiền bạn đã không nghĩ đến cái việc lấy chồng đúng không? Đây là bạn không kiếm được tiền, bạn nghĩ là mình học dốt quá mình đi lấy chồng á. Đấy thì bạn mới nghĩ đến việc đấy. Thế xong rồi sao? Bạn ở nhà chăm con thôi, chồng mà đi kiếm tiền. Xong rồi về là kinh tế không có, tiền bỉm sữa cho con hết mẹ tiền ăn rồi. Xong rồi nhà hỏng cái này sửa chữa cái kia tốn tiền, xong rồi là lôi nhau ra chửi. Lúc đầu nó không chửi nhau vì tiền đâu, xong rồi lúc mà kiểu tính toán là thấy thiếu thốn rồi bắt đầu cọc cằn trong người, thấy khó chịu, xong bắt đầu là chỉ có gọi là nấu cơm hơi nát cái thôi là chửi nhau rồi, là đập nhau rồi, úp mẹ nồi cơm lên đầu nhau rồi, đúng không? Đấy là bắt đầu là vấn đề tiền bạc. Thứ hai là gì? Là những cái người mà người ta có quá nhiều thứ để lo lắng trong cuộc sống như thế á, hoặc là người ta không có hiểu được cái việc phải thông cảm cho người khác, người ta không thông cảm nổi đâu các bạn. Tức là các bạn cứ để ý là những gia đình mà kiểu càng những cái gia đình mà không trí thức ấy thì càng kiểu như là dễ cãi nhau và ít thông cảm được cho nhau ấy. Ví dụ là những gia đình mà kiểu mình thấy là có tiền hay là trí thức đi chăng nữa ấy, thế là mình không biết là mình có đánh đồng hay không, nhưng mà mình quan sát thì là thấy thế. Thì kể cả là sau này họ có chia tay đi chăng nữa ấy, thì họ cũng chia tay êm đẹp chứ họ không có chửi nhau, không có đánh nhau, không có gọi là đập nhau vỡ đầu chảy máu hay này kia đâu. Đấy nên là đấy, bạn suy nghĩ xem là nếu mà bạn đi lấy chồng hoặc là bạn lấy được chồng giàu đi kệ bạn luôn. Bạn mà lấy được chồng giàu thì bạn không cần phải nghe mình nói gì ấy, đúng không? Bạn mà lấy được chồng giàu với chồng giỏi mà người ta yêu thương bạn hết mực, mà chắc chắn 100% là ở với nhau đến đầu bạc răng long, không cãi nhau một câu nào. Yêu thương hết mực, kể cả là bạn không kiếm được tiền, bạn chỉ ở nhà gọi là gác chân lên, mọi người nằm xem tivi rồi con cái cũng vứt mẹ đấy cho đứa khác nuôi, hay là cho nó nuôi hoặc là thuê người nuôi á. Đấy thì như thế thì cưới nhá, không về đấm nhau ấy. Mẹ nó lấy chồng giàu nó tức nó lại đấm cho á? Không, vì chồng giàu nó không lấy mình. Yêu ai cũng khổ hết à, nên thôi ở giá cho đời nó vui á. À đấy à, ừ thế ở giá đi, mai bạn ở giá rồi, ai cấm đầu đúng không? Quyền quyết định là của bạn mà, bạn cứ ở giá thôi. Còn người ta cứ yêu đương rồi người ta cứ kết hôn rồi người ta cứ sinh con đẻ cái, xong rồi mỗi dịp Tết đến xuân về, rồi là Trung thu, rồi là ngày rằm, rồi là ngày mùng 1 này kia, người ta quây quần với cả con cháu ăn cơm, còn bạn ngồi ăn cơm một mình. Ui, bạn quá vui vẻ luôn, bạn quá gọi là tự do luôn, không ai ảnh hưởng gì đến cuộc đời của bạn luôn. Có tuyệt vời nhỉ? Mình cứ độc thân cả đời đó. Emotional damage. Bằng tốt nghiệp có thật sự quan trọng? Bằng tốt nghiệp khiến em áp lực quá, em muốn biến mất khỏi cuộc đời này á. Chị biết câu này hơi thừa thãi và có thể em nghe nhiều rồi, nhưng mà chị vẫn muốn nói tại vì nó là sự thật ý. Đấy là có rất là nhiều người cũng phải lấy được bằng tốt nghiệp như em, nhưng mà mọi người cũng làm được. Đấy, thì xem lại xem có phải là mình đang yếu đuối quá hay không. Thứ hai nữa là sau này sẽ còn nhiều khó khăn hơn là cái việc lấy bằng tốt nghiệp. Thì nếu mà so sánh như thế khiến em tổn thương bởi vì không được tôn trọng cái nỗi buồn của em hay là cái khó khăn của em, thì em có thể suy nghĩ theo hướng là cái mức độ khó để lấy bằng tốt nghiệp nó đang ở mức độ này, bởi vì cuộc sống của mình nó sẽ không bao giờ dễ dàng cả, sau này nó sẽ có những cái mức độ khó khăn như thế này, nhưng mà cái mức độ này mà mình còn chưa vượt qua được thì làm sao mà mình lên được cái level cao hơn, đúng không? Giống như mình chơi game vậy á, thì mình phải vượt qua ải 1 thì mình mới đến được ải thứ 2, thứ 3, thứ 4 chứ. Thì cái em hãy coi như cái việc lấy bằng tốt nghiệp này nó là cái ải thứ nhất mà em sẽ vượt qua đi, sau này sẽ có nhiều cái ải khác khó khăn hơn. Ví dụ như là xin việc, duy trì công việc đang có, cạnh tranh với cả đồng nghiệp, hay là làm nào để lấy được trái tim crush rồi đủ kiểu nữa, rồi là sau này nuôi vợ nuôi con, đúng không? Sẽ còn rất là nhiều cái khó khăn hơn nữa. Thì em hãy cố gắng lên, tốt nghiệp dễ mà, quan trọng là sau đó có việc làm không á. Làm sao mà nói dễ được, dễ với cả bạn thì không đồng nghĩa với việc dễ với cả những người khác. Có thể bạn đấy kiểu lực học của bạn đấy trước giờ nó vẫn thấp, thì cái việc vượt qua cái giai đoạn tốt nghiệp đấy nó khó hơn với bạn ý. Không phải dễ với mình thì tức là dễ chung với mọi người. Thứ hai là chúng ta đang nhìn ở cái vị trí của một người đã trải qua nó lâu rồi và đi làm rồi thì mình nói vậy thôi. Chứ còn cái người ở thời điểm đấy, cái sức học của bạn ấy chỉ đến thế thôi thì khó với bạn ấy là đúng rồi. Sao nhiều người có bằng tốt nghiệp lại không có việc làm hả chị á? Không phải là cứ có bằng tốt nghiệp là có việc làm đâu mọi người. Ủa, có mọi người có bị nhầm cái này không ta? Đối với mình nhá, thì cái việc mà mình tốt nghiệp cấp 3 ấy, nó chỉ là cái mức độ trung học phổ thông thôi. Nó chỉ đủ để giáo dục cho mình trở thành một cái con người mà không
sai không sống sai trái thôi, đúng không? Ví dụ như là mình đi học, mình được học như thế, mình để mình biết được như thế nào đúng như thế nào sai á, thì cái mức độ trung học phổ thông nó chỉ đủ để cho mình ra ngoài mình trở thành một con người tử tế thôi. Chứ còn cái việc mà mình có làm á, thì nó là cái việc mình có kỹ năng hay không. Sau khi mà mình tốt nghiệp xong, mình còn phải đi học tiếp để mình có kỹ năng. Mà ví dụ như là học lên đại học hoặc là học nghề, đúng không? Ví dụ học đại học thì các bạn học đại học nào? Ví dụ là học kiến trúc để trở thành một kiến trúc sư chẳng hạn. Đấy, hay là học y để trở thành bác sĩ chẳng hạn. Thì lúc đấy mình mới bắt đầu học kỹ năng của một công việc. Chứ còn cái đoạn từ trung học phổ thông trở về trước là nó chỉ đủ để giáo dục mình trở thành một con người lương thiện và tử tế khi mà mình ra ngoài đời mình sống thôi. Để mình không trở thành đầu trộm đuôi cướp, mình không trở thành một con người kiểu như là bố láo bố tuét, vô đạo đức hay là làm cái gì vi phạm pháp luật thôi. Nó chỉ đủ ở mức độ đấy thôi, không phải là cứ có bằng tốt nghiệp thì là có việc đâu. Trời ơi, thì bây giờ mà có bằng tốt nghiệp mà không có kiến thức về một cái chuyên môn, một cái công việc nào đấy thì sao mà làm được, trời ơi. Đúng không? Ví dụ như là các bạn muốn làm kế toán thì các bạn phải biết những cái kiến thức để trở thành một để có thể tính toán để làm kế toán chứ. Thì cái đấy các bạn sẽ phải học sau khi các bạn tốt nghiệp trung học phổ thông, chứ không phải học đến trung học phổ thông rồi là đủ. Trời ơi. Ví dụ như là mình học thiết kế thì tất cả những cái gì nó về thiết kế là mình học sau khi mà mình kết thúc trung học phổ thông mà, thì mình mới đi học những cái về thiết kế thì mình mới làm cái thiết kế chứ. Chứ còn ví dụ như là các bạn có bằng trung học phổ thông rồi, bằng tốt nghiệp rồi mà xong các bạn chả học hành cái mẹ gì nữa thì các bạn thất nghiệp là chuyện đúng rồi mà gì nữa, cái nào được. Trước giờ em đi làm chưa cần xài tới bằng, công ty họ đào tạo mình làm được thì họ nhận thôi á. Bởi vì cái công việc đấy của em như thế thôi, ngày xưa chị cũng thế mà. Nhưng mà như thế thì mình cũng không thể xem thường cái việc hoàn thành cái việc học của mình được. Ví dụ như ngày xưa mình đi học thiết kế á, thì mình làm cho công ty tư nhân mà, đúng không? Và lúc đấy là mình còn đang đi học. Tức là như thế này, để mình giải thích với mọi người này nhé. Lúc đấy là mình còn đang đi học. Và mình mới học có kỳ 2 thôi. Mình mới học kỳ 2 thôi và mình đi làm thiết kế ở một công ty bất động sản. Và sếp của mình có nói là quan trọng là em có làm được việc hay không thôi, chứ còn em có bằng gì thì anh không quan tâm, anh không quan trọng với anh lắm. Thì mình nghe câu đấy mình cũng ừ nhỉ, tại vì là mình đã tốt nghiệp đâu, mình vẫn còn đang đi học mà, mình mới học kỳ 2 thôi. Chương trình học của mình á, nó là 4 kỳ mà mình mới chỉ học đến kỳ 2 thôi, thì tức là mình chưa có bằng mà người ta vẫn nhận mình vào để làm. Sau lúc đấy mình nghĩ là ô thế chẳng nghĩa là bằng cấp không quan trọng à, mình chỉ cần làm được việc thôi là được bằng cấp không quan trọng, đúng không? Lúc ấy mình nghĩ như thế. Nhưng mà cùng với thời điểm đấy, rất nhiều người học cùng mình bỏ học. Các bạn học xong kỳ 1 các bạn bỏ, học xong kỳ 2 bỏ cũng rất là nhiều, nhưng mình không bỏ. Tại vì lúc đấy mình nghĩ là, tức là sếp này nói là bằng cấp không quan trọng, nhưng không đồng nghĩa việc là sau này mình đi những công ty khác thì sếp khác không thấy nó không quan trọng, đúng không? Thêm một cái nữa là ấy, cái việc mà mình có hoàn thành chương trình học hay không và mình lấy cái bằng đấy hay không ấy, nó không chỉ nói lên cái kỹ năng của mình mà nói lên cái trách nhiệm của mình nữa. Đúng, đúng. Đến cả cái việc mà đi học và hoàn thành cái chương trình học đấy để lấy cái bằng tốt nghiệp mà mình lấy cái bằng mà mình còn không làm được, thì sau này mình đủ kiên nhẫn để làm những cái khác hay không, mình có đủ trách nhiệm hay không ấy. Cái đấy nó rất là quan trọng. Mình nghĩ là đến cả 4 kỳ học mà mình còn không hoàn thành được, sau này mình sẽ rất là dễ bỏ ngang tất cả mọi thứ khác. Nên là mình nghĩ là không chỉ nói về cái kỹ năng học đâu, không phải là cái kỹ năng công việc hay là kiến thức mà mình học được ở trường đâu, mà là cái trách nhiệm của mình với cái việc đấy nữa. Nếu mà mình làm cái gì mình cũng bỏ ngang, chắc sau cũng chả làm được cái gì cả. Thế là lúc đấy mặc dù bạn bè của mình cũng bỏ học nhiều lắm, nhưng mà mình không bỏ, mình vẫn, mặc dù mình kiểu như mình cũng trốn học nhiều ấy, ý là mình không có đến lớp nhiều ấy, nhưng mà mình vẫn học hết, thi thố các thứ đủ cả để lấy bằng. Thật ra thì ngày xưa mình nói là bỏ học, nhưng mà không phải là bỏ nhiều. Lúc mà mình đi làm ở công ty, những công ty thiết kế là mình vẫn đi học đầy đủ. Cho đến cái đoạn kỳ 4 là học về 3D, mình không có theo 3D là một. Thứ hai là lúc đó mình bắt đầu đi làm streamer rồi, thì có nhiều cái hôm mà mình phải quay hình cho công ty á, nó trùng lịch thì mình mới không đến lớp thôi. Chứ còn nếu mà mình, tức là mình không bị trùng cái lịch gì mà khó khăn quá để sắp xếp, thì mình vẫn sẽ đi học đầy đủ, chứ không phải là kiểu như là bỏ hết. Đéo tin. Đây là lý do các cặp đôi cãi nhau rồi chia tay. Em với bồ em mới yêu nhau được 1 tuần rồi chia tay, em tỏ tình trước rồi em cũng bảo chia tay trước. Xong em hỏi nó có thích em không thì nó có. Em cũng bảo nó là em vẫn thích nó nhưng mà nó không có chủ động làm gì đó. Vậy em có nên buông bỏ nó không chị, là sao? Nếu mà em có nhu cầu hay là có mong muốn gì đấy đối với người yêu của em thì em nên nói với người ta trước khi là em chia tay ấy. Đúng. Nhiều lúc các bạn muốn người yêu tự hiểu nhưng mà nó hiểu không? Nó không hiểu đâu. Không hiểu mày ngu. Nên là nếu mà em muốn nó làm gì đó thì em nói mẹ ra luôn với nó luôn. Không có gì phải
ngại hết, người yêu với nhau gì phải ngại. Muốn nó làm cái gì, muốn nó đưa đi đâu, muốn nó mua cho cái gì thì nói mẹ luôn ra. Nói một cách khéo léo, không cần phải nói tuyệt ra cũng được, kiểu như là khéo léo hay là như thế nào, nhưng mà mình thể hiện cái sự mong muốn của mình ra, chứ mình cứ im ỉm đi xong rồi mình dỗi rồi mình chia tay. Mệt thế, là mệt cả hai người ra. Nó yêu một người như thế nó cũng mệt nữa. Bây giờ ví dụ em là nó đi, em thử đặt mình là nó đi, xong rồi bây giờ em yêu một đứa. Nó muốn cái gì nó đéo nói với em cả, nó cứ suốt ngày nó dỗi với cả hờn, nó tự dưng nó nói chia tay, trong khi mình không làm sai cái gì cả, tự dưng nó đòi chia tay. Cái lúc mới yêu thì hiền thế, ngoan thế, dịu dàng thế, xong yêu một thời gian cứ chảy bửa ra, cứ xấu tính xấu nết, xong rồi cứ hơi tí dỗi, dỗi cái gì cả, rất là khó chịu. Cái cả mình thì có tức không? Mẹ, tức của mẹ được ấy. Bây em có muốn nó nghĩ em như thế không? Em có muốn kiểu như là hình ảnh em xấu trong mắt nó như thế không? Không muốn thì nói mẹ ra luôn đi, làm khổ nhau đấy. Yêu đương cứ nhiều lúc cứ làm khổ nhau toàn lý do đấy mà chia tay chứ đâu. Các bạn yêu nhau toàn thế thôi. Sao con gái kiểu cứ để con trai phải tự nhận ra vấn đề, rồi con trai mà không nhận ra thì dỗi các kiểu, sao không nói ra cho con trai hiểu nhỉ? Cũng khó lắm các bạn ạ. Tại vì là con gái với con trai tính cách nó khác nhau. Con gái thông thường thì muốn rất là nhiều thứ, nhưng mà sợ mình là một cái người đòi hỏi, sợ mình kiểu như là đòi hỏi, hay sợ mình yêu cầu nhiều, hay là trở thành một người đòi hỏi đào mỏ này kia chẳng hạn thế. Tức là thích được yêu chiều nhưng mà lại không muốn nói tuẹt cái vấn đề đấy ra. Ở vị trí của con gái thì lại như thế. Con gái thường hay nghĩ nhiều. Ví dụ con trai nói là con gái mà nói ra những cái điều đấy thì cũng không sao cả, nhưng mà con gái nghĩ là nếu mà nói ra điều đấy thì nó rất là kỳ cục và rất là vô duyên ấy, kiểu vậy. Thậm chí là thấy người yêu của mình nói chuyện với cả người con gái khác, nhiều người còn chả dám nói cơ, còn chả kiểu như nói ra mất giá. Đấy, kiểu như là sợ mình là một người đòi hỏi, ví dụ như muốn người yêu quan tâm hơn không dám nói, muốn người yêu ngừng nói chuyện với con bé kia cũng không dám nói, xong rồi muốn người yêu tặng cái này đưa đi chỗ kia cũng không dám nói. Thì thường con gái như thế. Chỉ có những cái thằng bad boy ấy, những cái thằng mà kiểu như là có nhiều kinh nghiệm trong chuyện yêu đương rồi á, chả cần nói ra nó cũng biết là người yêu mình đang muốn cái gì, hay là bạn nữ kia muốn cái gì ấy, nó chiều luôn, như thế nó mới có được lòng con gái. Làm gì đấy? Chị Nắng ơi, sao người yêu của em sau khi chia tay hay nói giọng ẹo ẹo, nghe nổi gai óc, chị nghĩ sao á? Sau khi chia tay hay nói giọng ẹo ẹo, tại nó không phải là người yêu của em nữa thì em thấy người đít thôi chứ sao? Cái lúc mà nó còn là người yêu của em ấy, nó ẹo ẹo thì em lại thấy dễ thương. Em bé của anh đúng không? Lại kiểu như là công chúa của anh đúng không? Chia tay rồi thì suốt ngày óng ẹo này. Vấn đề là tình cảm của em không ở chỗ nó, hay là hai người không còn là gì của nhau nữa rồi thì tự dưng thấy nó ẹo ẹo thôi, chứ vấn đề không phải tại nó đâu. Hôm nay em thấy nó ẹo ẹo, ngày mai có thằng lại thấy nó dễ thương, nhưng mà không sao cả.